bác nhé. Chào các bác quay trở lại kênh của em. Thì hôm nay em này cho các bác thêm một sản phẩm nữa để các chọn. Cái này là máy xịt hơi nước nóng đến từ thương hiệu Electronic. Đấy. Thì em sẽ nói là cái xuất xứ của con này sản xuất tại đâu. Đấy, nhiều bác bảo làm sao mà biết được nó sản xuất là bao nhiêu. Nhưng mà xin thưa với các bác, em biết là vì những cái đồ xuất qua thị trường Nhật Bản hoặc là Nhật Bản sản xuất gần như là nó có năm sản xuất hết. Có nhiều bác không có để ý cái này đâu nên là cũng không có biết đâu. Rồi, như cái này công suất của nó là điện 100V và công suất nó là 900W. Thì cái này nó hoạt động theo cái phương thức là nó sẽ đốt là nước. Nước các bác sẽ đổ vào đây nhá. Đây. Vặn cái này ra, nhưng mà bây giờ nước đang nóng không vặn được nhá. Vặn cái này ra, đổ nước vào, một lần xịt hơi nóng vệ sinh nhà bếp cái thứ là như con này là vô tư rồi. Không cần cho thêm nước nữa, bác đổ đầy nước một lần và vặn một lần. Đấy là bật là tự nó đun sôi, cắm điện vào nó đun luôn. Đấy. Đây này cái nút xả hơi của nó nhá. Đó, thấy thấy không? Đấy. Thì cái mục đích con này sử dụng chẳng hạn như ở bếp nhưng có vết loang của dầu mỡ nó bẩn. Đó thì bác có thể xịt hơi nước nóng vào nó sẽ chảy ra, nó đỡ đi rất là nhiều. Thì mình lau chùi hoặc là bác xịt bằng cái nước vệ sinh nhà bếp ấy, xong bác xịt cái này lên, bác lau thấy rẻ lau nó rất là sạch. Nó sẽ không có bị như bình thường bác xịt cái nước kia không ấy. Bác lau đi là vẫn có cái độ bám dính ở trên cái bề mặt đó nhá, đảm bảo các bác luôn. Nhưng mà nước nóng nó ở trên đó nó sẽ mất đi hoàn toàn luôn nhá, không có. Đã em nó từng vệ sinh em biết. Đấy, đây là ngoại hình của nó. Thì con này nó đẹp đến mức độ nói chung là trên 90%. Đấy, em chỉ nói như vậy là bác biết rồi, nó rất là mới nhá, cực kỳ mới luôn và chắc chắn. Đấy, cái dòng này, hàng mới bên Nhật thì nó cũng rất là mắc, không rẻ đâu. Đấy, nó tùy vào từng hãng từng con. Đấy, thì con này nó sản xuất vào năm 2001. Thế hiện tại bây giờ nó đã được 19 năm rồi. Đấy, bên đó người ta sản xuất, người ta dùng những cái này rất là lâu thời. Mình chưa có, mình chả biết nó là máy gì đâu. Đấy. Máy này cũng ít người bán, tại vì nó cũng chả biết khi nó vứt lăn lóc, người ta chả biết nó là cái máy gì. Đây, cái này nó em sẽ cho bác nhìn nhá. Bảo em nói dối. Đây này các bác nhìn này, thấy chưa? Đó, sản xuất vào năm 2001 nhá. Đây này, đấy đây là năm sản xuất của nó đấy. Đấy, nhiều bác không có biết, bảo nhìn phán áo gì nó có trên đây này. Đấy, 19 năm rồi Electronic. Đấy thì con này các bác có thể vệ sinh chẳng hạn như là những cái tấm lọc không khí ấy, nó bẩn đấy, bác có thể vệ sinh, tại vì nó xịt bằng hơi nước nóng cũng khá là ok, có thể tẩy nấm mốc. Và trên cái mặt lạnh của phần điều hòa các bác có thể xịt bằng cái này. Đấy, thì nhiều khi mình xịt nước thì mình không có máy để xịt nước thì mình có thể lấy cái máy này. Có những bác thì lấy cái máy mà lấy cái bình mà hay xịt thuốc sâu nhỏ đó, xịt hoa đó xịt, còn lấy cái này xịt nó sẽ là ok này. Đấy, đứng trên thang nhá, xịt nó nóng mà nó sẽ sạch, khá là sạch. Đấy, tại vì nó là bằng nước nóng. Thì cái này nó tiện một cái là mình có thể tháo ra nhá, tháo rời chỗ này ra cho em. Đây này, chỗ này nhá, các bác có thể tháo ra được. Đây này, đó, vặn đi, rút nó ra. Rồi bác tháo trên phần này nhá, phần này nó có khóa này, bác cũng vặn kìa. Đấy, bác rút nó ra. Tại vì em đang quay cầm một tay nên là hơi khó. Thì nói chung là cái phần này rút ra được nhá. Đấy, rút ra được thì các bác sẽ gắn cái đầu này vào đây. Gắn cái đầu này vào đây thì cái hiển nhiên là sẽ cái vòi nó sẽ ngắn lại, nó không có đoạn dây dài này nữa. Đấy, dây đó cũng có một phần tác dụng của nó đấy, không phải là không có đâu. Đấy, thì bác để ngắn hay bác xịt nó sẽ nhanh hơn, tiện hơn mà nó mạnh hơn. Đấy, tùy vào cái chỗ mà mình sử dụng. Đấy, nhiều chỗ không thể để cái thẳng được thì có thể để cái này để cơ động nó vặn đi vặn lại. Đấy, nhà sản xuất nó tính sẵn hết rồi. Đây này, đây là sản xuất tại Ý nhá, Italy. Điện 900W này, made in Italy nhá. Đấy, nhiệt độ nó đun sôi rất là sôi nhá, cực kỳ sôi luôn. Đây nó em xịt hơi nha, đấy các bác thấy chưa? Đó, phù. Thì cái cơ chế nó xịt ra hơi nước nóng. Nhiều bác bảo xịt ra nước nóng mà không phải, xịt ra hơi nóng. Nhưng mà xịt ra nước nóng thì bao nhiêu cho vừa, nó xịt ra hơi thôi, nó đun hơi lên nó xịt ra nó
Bởi vậy nó một lần vệ sinh nếu mà bằng đổ đầy cái bình này ấy, nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà xịt được rất là lâu. Đấy. Rất là mạnh. Là cái này vệ sinh này. Thứ nhất là những cái dầu mỡ này. Đấy, trên bếp này. Đấy, hoặc là trong nhà tắm bẩn, những cái vết ố lâu năm. Đấy, và vệ sinh những cái máy móc này, tại vì nó bằng hơi mà. Vệ sinh những cái màng nọc các thứ, máy lọc không khí các thứ đương tinh ấy. Rất là hợp lý nhá. Nếu bác nào có nhu cầu mua thì alo cho em nhá. Đấy. Cái này đến từ thương hiệu của Ý, Italy. Đấy. Giá của nó là 1,1 triệu các bác nhá. Bác nào nhu cầu mua thì alo cho em. Thì nó sẽ tùy vào từng loại thôi, chứ không phải loại nào nó cũng giống loại nào được. Đấy. Là bác nào thấy nào thích hợp thì alo cho em nhá. Và xin chào các bác nhá. Cảm ơn các bác.